Tuy nhiên thì theo mình ý, thì đúng là chỉ có cái cách thức cứng rắn này mặc dù là nó rất là đau thương, à, kinh tế Mỹ sẽ suy thoái nhưng mà có thể sẽ giúp cho Fed đạt được cái mục đích của họ. Ok thì nếu mà trong năm 2021 là năm chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, 2022 là năm chúng ta đứng ngoài để mà giữ tiền, vậy thì 2023 chúng ta sẽ làm gì để mà không có cái sự nối tiếp như những cái bạn mà đã bị miss mất cái mùa 2021. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay Thì như các bạn đều biết là trong dạng sáng ngày hôm nay thì Fed đã công bố mức lãi suất mới đi thèm với đó là không chỉ riêng thị trường crypto mà tất cả những thị trường tài chính khác đều có những sự biến động mạnh Và trong cái bản báo cáo chốt hạ năm 2022 mà ngày hôm qua thì cái tin tức về Fed tăng lãi suất nó có một số thông tin mình cho rằng có cái tính định hướng cho cả thị trường năm 2023 đây là những thông tin vô cùng quan trọng vậy đó là những tin gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và cập nhật ở trong video ngày hôm nay. Ok thì như thường lệ thì mình sẽ check qua chart cục thị của BTC trước thì uh, uh, bây giờ mọi người có thể thấy là trong mình đang mở chặt H1 thì mọi người có thể thấy là cái dạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam là 2 giờ sáng thì nó đã có một cái cây nến tăng đột biến lên vùng 18 ngàn 3, 18 4 sau đấy lại rút dâu cực nhanh về tại cái thời điểm mà mình đang làm cái video này hiện tại nó đang sideways nhẹ quanh vùng từ 17 ngàn 6 cho đến 17 7 Thực ra là trong cái buổi live stream ngày hôm qua số 65 ấy, thì bạn nào xem thì các bạn cũng biết cái nhận định của mình vào cái thời điểm mà Fed tăng lãi suất rồi. Mình đã nhận định rằng là khả năng cao là do là cái việc mà Fed sẽ tăng lãi suất nhẹ hơn đã được dự báo. Thế nên khả năng cao là, là trong cái thời điểm mà thông tin này được tung ra thì Bitcoin, Bitcoin sẽ có những cái cây uh, giật cả hai đầu để mà kêu cả hai những cái lệnh long short. Và các bạn thấy là thực tế thì cái điều này cũng đã xảy ra và trong ngày hôm qua thì cái target 18 000 đô mà chúng ta đặt ra trong cái sóng ngắn hạn của bitcoin thì cũng đã chính thức được hoàn thành và trong những cái video cập nhật chặt thì mình đã chia sẻ cho mọi người một một cái xu hướng là bitcoin hồi lên được vùng trên 18 000 và hiện tại thì cái target này nó đã được hoàn thành rồi trong ngắn hạn về dài hạn thì mình chưa thực sự là nhìn được một cái con số nào cụ thể và mình cho rằng là từ giờ cho đến cuối năm nay hoặc là sang đầu 2023 thì bitcoin sẽ cái xu hướng nó sẽ không thực sự rõ ràng và nó sẽ tương đối là khó đoán thế nên là các bạn nào mà giao dịch các bạn hãy cẩn trọng vì hiện tại là cái tính thanh khoản của thị trường đang tương đối là yếu và thị trường không có dòng tiền mới hoặc các bạn nào mà trade Future và margin các bạn hãy cố gắng là tuân thủ đúng kỷ luật đúng cái target đúng cái slot mà các bạn đã đặt ra tránh cái tình trạng tham lam ở trong thời điểm hiện tại vì hiện tại mình đang chưa nhìn thấy được một cái xu hướng thực sự là rõ ràng nào từ giờ đến cuối năm của chúng ta có xu hướng tăng mạnh hay là giảm mạnh mình chưa nhìn thấy được điều gì đó tạm thời là cái mốc 18.000 đô chúng ta đã đạt được và bây giờ chúng ta sẽ có lẽ là chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi xem về cái xu hướng là như thế nào chúng ta mới nhận tiếp được chưa? Ok cái thông tin tiếp theo mà mình muốn cập nhật cho mọi người chắc chắn là thông tin các bạn quan tâm nhất liên quan đến chủ đề là Fed tăng lãi suất và thị trường kinh tế tài chính dưới góc độ vĩ mô đúng không ạ thì cụ thể các bạn có thể thấy trên màn hình là vào ngày hôm qua thì Fed đã chính thức công bố mức lãi suất của họ tăng thêm 0,5% đây là mức tăng mà đúng như dự báo, tức là Fed đã giữ lời hứa là họ đã tăng nhưng mà tăng chậm lại. Tuy nhiên thì với cái mức tăng ngày hôm qua ấy, thì cái mức lãi suất hiện tại đang là mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây và hiện tại thì lãi suất của Mỹ sau cái mức tăng này đã được đẩy lên mức là 4,25 đến 4,5% và cái động thái này được coi như là một trong những chính sách thắt chặt tiền tệ cứng rắn nhất của Mỹ tính từ thời điểm năm 1980 cho đến thời điểm hiện tại và điều này mình cho rằng cũng hết sức dễ hiểu khi mà tính từ nửa cuối năm 2022 thì Fed đã liên tục có những cái xu hướng tăng lãi suất để mà kiềm chế lạm phát. Trong đó thì có bốn phiên tăng trước đều là quyết định tăng rất mạnh tay với mức lên tới là 0,35% và cái đợt tăng cuối cùng này thì Fed tăng mức là 5 0,5% và được cho rằng là cũng là một cái cách thức tạm thời để mà để mà làm chậm lại cái, cái cái vấn cái vấn đề về 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 tăng lãi suất và làm suy thoái kinh tế nhanh hơn. thì ngoài quyết định tăng lãi suất ra thì trong ngày hôm qua trong ngày hôm nay có một cái thông tin rất là quan trọng mà ít ai để ý đó chính là việc là Fed cũng đã thông báo quy trình tăng lãi của họ trong suốt năm 2023 thì cụ thể thì theo FOMC thông báo rằng thì trong năm 2023 họ sẽ cố gắng duy trì mức tăng lãi như hiện tại à, tức là mức là 0,5% à, dự kiến thì có thể là sẽ có những thời điểm sẽ 0,75% tùy tình hình thị trường và điều đáng buồn là sẽ rất có khả năng là trong 2023 chúng ta sẽ chưa chứng kiến được một cái phiên giảm lãi suất nào cho đến năm 2024. Thì chủ tịch của Fed là Powell đã hướng phát biểu rằng là tôi ước gì là có một cách nào đó ít đau thương hơn để mà ổn định giá cả. Nhưng chẳng có gì là như vậy và đây là cách tốt nhất mà chúng tôi có thể làm. À, do đó thì chúng ta có thể thấy rằng là FOMC vẫn còn đang rất thận trọng với những cái rủi ro về lạm phát và Fed đã chấp nhận đánh đổi để mà bước lạm phát về mức 2% như cái mục tiêu mà họ đang mong muốn và ở cái góc độ khác thì Fed hiện tại vẫn chưa sẵn sàng là xoay cái trục chính sách kinh tế và cung tiền hiện tại thì vẫn chưa được bơm ra ngoài thị trường để mà sản xuất cũng như là những cái chính sách thắt chặt tiền tệ thì sẽ tiếp tục là được ưu tiên trong thời gian tới tuy nhiên thì theo mình ấy, thì đúng là chỉ có cái cách thức cứng rắn này mặc dù là nó rất là đau thương kinh tế Mỹ sẽ suy thoái nhưng mà có thể sẽ giúp cho Fed đạt được cái mục đích của họ và với cá nhân mình đánh giá thì đây là một cái thông tin quan trọng nhất trong cái buổi họp ngày hôm qua mà chúng ta sẽ cần hết sức lưu ý. À, mình biết là có rất nhiều bạn chỉ quan tâm đến việc phép tăng bao nhiêu điểm đó, và dự đoán Bitcoin bay hay xuống. Tuy nhiên nếu mà các bạn có thời gian các bạn tìm hiểu kỹ hơn cũng như là à, các bạn có những tìm hiểu về à, những cái biên bản công bố lãi suất thì chúng ta sẽ rút ra được rất là nhiều những kết luận cũng như là chúng ta sẽ biết được là tình hình thị trường hiện tại nó đang ở trong cái giai đoạn nào. Ok thì nếu mà trong năm 2021 là năm chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. 2022 là năm chúng ta đứng ngoài để mà giữ tiền. Vậy thì 2023 chúng ta sẽ làm gì để mà không có cái sự nối tiếp như những cái bạn mà đã bị miss mất cái mùa 2021? thì kết hợp với những cái thông tin vĩ mô và những dữ liệu on trend thì hay là kể cả góc độ tương lý thị trường thì 2023 sẽ là một năm mình cho rằng không nhiều sóng, đã sẽ là một năm tích lũy và năm tích lũy sẽ là cái thời điểm vàng để các bạn có thể bắt đầu đầu tư những cái loại tài sản với mức giá rất rẻ mà các bạn cho rằng là có giá trị mình cho rằng là thôi ba nó không chỉ là thị trường crypto mà nếu mà các bạn đầu tư chứng khoán ấy, thì các bạn cũng nên cân nhắc đầu tư những cái mã cổ phiếu tốt vì 2023 sẽ là những năm sẽ là năm mà thị trường đang sell có mức giá rất là tốt 2024 sẽ mình nghĩ rằng là Fed sẽ có những chính sách bắt đầu uh, giảm lãi suất 2025 là năm mà lãi suất sẽ được kiềm chế và lúc đấy tiền bên ngoài thị trường sẽ nhiều và À, mình cho rằng lúc đấy thì nó sẽ đủ điều kiện để cho những cái thị trường tài chính tăng trưởng đó là một trong những cái cái view cá nhân của mình về những cái thời điểm sắp tới mà các bạn sẽ uh, cần phải quan tâm các bạn các bạn nghĩ như thế nào các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết liệu các bạn có nghĩ 2023 thị trường uh, tích lũy uh, để mà chúng ta mua hay là 2023 thị trường sẽ tiếp tục downtrend trên 2022 các bạn có thể comment ý kiến của bạn đúng không ạ bạn à, trước khi tiếp tục cái video ngày hôm nay thì có rất là nhiều bạn có nhắn tin hỏi mình làm thế nào để có thể nhận được những cái thông tin thị trường cũng như là được hỗ trợ về tín hiệu thì các bạn thấy là mình có một cái nhóm tín hiệu hoàn toàn là free và cái đường link thì mình sẽ để ở phía phần mô tả video các bạn sẽ được nhận tín hiệu ở miễn phí ở trên cái nhóm này hàng ngày à, ngoài ra thì nếu như các bạn là những cái người mới tham dự thị trường thì, thì mình sẽ có một cái phần quà cho các bạn đó là một khóa học hoàn toàn là miễn phí thì trong khóa học này thì mình đã chia sẻ cho mọi người rất nhiều những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm của mình qua nhiều mùa downtrend và uptrend để mọi người có thể có được những cái hướng đi chính xác nhất trong cái việc đầu tư của các bạn À, và nếu như các bạn muốn tìm hiểu một cách chuyên sâu hơn một cách uh, tỉ mỉ hơn thì các bạn có thể tham gia khóa học uh, chuyên sâu của anh review capital và trong khóa học này thì các bạn sẽ được mình cũng như được các admin sẽ hỗ trợ cho các bạn một cách trực tiếp và tốt nhất thì trong tất cả những khóa học chuyên sâu thì mình đã có những cái lộ trình hết sức và rõ ràng để cho các bạn có thể thực hiện và sẽ hỗ trợ các bạn là tiết kiệm thời gian hơn cũng như là tìm ra cho mình được một cái hướng đi đầu tư chính xác nhất Ok, để tiếp tục cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm qua một vài những thông tin bên lề khác mà mình cho rằng cũng khá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thì theo những thông tin mới nhất đến từ Cointelegraph thì mới đây chính quyền của Canada đã chính thức là cấm giao dịch future và margin đối với crypto. Và giới chức trách của nước này thì cũng đang tìm kiếm những cái biện pháp để mà bảo vệ các cái nhà đầu tư trong nước sau cái sự sụp đổ của sàn FTX và cái sự gọi là lây lan tiêu cực của nó. Và hội đồng chứng khoán Canada hay viết tắt là CAS cũng đã ban hành một cái biên bản cập nhật cho cái nền tảng giao dịch điện tử đang hoạt động tại quốc gia này vào ngày 13 tháng 12. Và CSA thì cho biết là cơ quan này đã tăng cường những cái biện pháp giám sát các cái nền tảng giao dịch tính kỹ số thông qua việc mở rộng nhu cầu hiện có. Và theo các bản cập nhật thì tất cả các cái công ty kinh doanh tiền tử hoạt động tại Canada cả trong và ngoài nước thì đều phải tuân thủ các cái điều khoản mở rộng và nghiêm cấm cái việc cung cấp các dịch vụ giao dịch margin hoặc là đòn bẩy cho bất cứ khách hàng nào tại quốc gia này và các điều khoản mở rộng cũng yêu cầu các cái nhà cung cấp dịch vụ crypto ở Canada tách biệt tài sản ký quỹ ra khỏi các hoạt động kinh doanh độc quyền của nền tảng và nếu như các bạn không biết thì Canada cũng là một quốc gia ngay sát đường biên giới của Mỹ một cường quốc về crypto và hiện tại thực tế thì Canada cũng đang có cái lượng user vào thị trường tiền mã hóa rất lớn và động thái mới này của CSA đây nhìn chung cũng là tốt để bảo vệ cho các tài sản của những nhà đầu tư tuy nhiên thì điều này cũng sẽ làm cho thị trường crypto trong ngắn hạn sẽ thiếu thanh khoản và mình nghĩ rằng là có thể trong năm 2023 sẽ tiếp tục tiếp, tiếp tục có những cái lệnh cấm sẽ xuất hiện trên thị trường vì đây cũng là một trong những cái đặc sản của những cái mùa downtrend trong những mùa downtrend trước thì mình cũng thấy rằng là sẽ khá là nhiều những cái lệnh cấm kiểu như vậy một phần nó cũng là mang cái tính chất bảo vệ nhà đầu tư nhưng một phần nó cũng là những cái thông tin phút được tung ra giúp cho thị trường nó sẽ đi đúng theo những cái gì mà những cái nhà những cái market maker họ đang mong muốn chưa ạ ok thì để khép lại với ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới cho mọi người một cái thông tin mang tính tích cực hơn một chút thì mới đây thì ví tiền điện tử tập trung là metamask đã chính thức hợp tác với ông trùm thanh toán trực tuyến là paypal và cho phép người dùng có thể mua và chuyển thường và cụ thể thì cái nền tảng thanh toán kỹ số paypal đã hợp tác với công ty mẹ là của metamask là consensus để cho phép người dùng MetaMask có thể mua và chuyển ETH qua những cái nền tảng PayPal. Và theo thông báo ngày 14 tháng 12, dịch vụ ban đầu sẽ chỉ được triển khai cho những người dùng PayPal được chọn ở Hoa Kỳ, bởi vì quốc gia này là một trong những thị trường lớn nhất của MetaMask xét về người dùng. Và MetaMask thì như các bạn đã biết cũng là vì Ethereum phổ biến nhất thế giới, đúng không ạ? Và cái sự hợp tác này nhằm mục đích là cho phép người dùng mua và chuyển ETH liền mạch từ PayPal sang MetaMask bằng cách là chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng của MetaMask trên phiên bản mobile và sau đó thì ứng dụng này họ sẽ chuyển hướng sang cái tài khoản PayPal để mà hoàn tất giao dịch. À, vạn sự khởi đầu nan đúng không ạ? Thì với những cái thương vụ hợp tác lần này thì mình tin rằng là ở thời kỳ uptrend trong tương lai thì sẽ có rất là nhiều những cái token khác ngoài ETH sẽ được mua bán cũng như là chuyển tiền qua cái cổng thông tin của PayPal và sẽ được tiếp cận đến người dùng nhiều người dùng hơn. Ngoài ra thì nếu như các bạn nào thích nghĩ thì cái người đứng sau PayPal đó chính là Elon Musk, vị tỷ phú nổi tiếng và đang và cái vụ siêu kèo Dogecoin của Elon Musk trong mùa uptrend năm vừa rồi cũng là một trong những cái sự kiện mà crypto phải nói là phổ biến nhất thế giới và đã giúp cho rất nhiều nhà đầu tư biết đến và tham gia và cũng hỗ trợ cho cái việc mà Bitcoin có cái thị trường crypto có cái sự phổ cập trong cái thời điểm uptrend vừa rồi Ok thì đó là toàn bộ những cái nội dung trong video ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn, hy vọng là video sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích nếu như các bạn cảm thấy video hay Hãy đừng quên like, uh, comment video cho biết cũng như là đến, nhấn nút đăng ký kênh và ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mình có những thông tin mới nhất các bạn sẽ là những người đầu tiên được update và các bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Uh, cảm ơn người đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào.